Đó, đó má Phượng Liên là lên sớm để mà được gặp mọi người nói chuyện chơi vui. Hôm nay má con đẹp quá à. Trời áo tím rồi về trời ơi. Trời con nhất là đôi giày kìa. Lấp lắm nè. Dạ vàng với tím nè. Má đi lấy áo dài chưa má? Thôi giờ đẹp quá rồi. Đẹp lắm luôn. Thì tôi sẽ con gối đi với con tôi. Rồi tôi đuổi nó mà. Bà đang tập tù đàng hoàng nha, đừng có quậy nha. Nhưng mà tại vì không có loa. Nhưng ông thử nghĩ. Ông ơi, nỡ lòng nào ông để con mình ngủ lặng được trong những vùng như nhớ của cái xe. Có má Liên tới kìa em. Hai chị em tôi tự quay nhau rồi tự hai nhau vậy đó. Cần quay ha. Nãy chị không quay được câu giọng cổ của ba. Chị nói mẹ, trời ơi, hồi đó chú đâu có chịu hát giọng cổ rồi, bây giờ hát giọng cổ thích quá trời luôn. Không ai cứu mày được đâu. Tao nói đuổi rồi, tao đuổi rồi. Mày đi ra khỏi rồi. Em yêu, có nước lạnh với coca đó. Có muốn uống thì dạ, cảm ơn chị. Ủa rằng bầu nó đâu mất tiêu rồi. Bầu nó đi lấy cà phê rồi. Cảm ơn bầu chứ. Dễ cưng quá à. Kìa. Hai cái đồ. Quan tâm. Má Liên cảm ơn ông bầu kìa. Nó nhờ có ông bầu mọi người mới tụ họp ở đây vui quá trời vui luôn. Má Liên nói là có bầu hoài. Bầu hoài hoài không cần phải đẻ. Dạ còn ghé vòng vòng xung quanh. Ghé trong kẹt trong kẹt á. Người ta không chịu ngồi á. Dạ vé 150 hết rồi, vé 100 cũng hết lâu rồi, vé còn 70 với 50 mà. Mà những cái ở trong kẹt đó, thí dụ một vé, hai vé đó, người ta không chịu ngồi trong. Hết có dặn con hai vé đó đâu. Có, của má thì có, của chị là ba vé gì? Vé 100 hay vé 70 chứ còn vé 150 không còn. Vé 70 70 nha chị, chứ vé 100 cũng không còn. Anh lấy vé 70 mà bây giờ chị lấy một vé thôi. Em lấy vé chỗ nào còn còn á. Đó, vé 70 vé đầu tiên như vậy. Em hồi nãy em kêu bán sữa đá cho chị bán. Dạ. Dạ, không có lại mình quảng cáo á, thật ra mình quảng cáo bán vé chưa tới một tháng đó má. Tại vì chuyện này chuyện kia má nhớ không, có tụi con đâu có quảng cáo gì đâu, vậy là quá tuyệt vời rồi. Làm ca càng mến càng thương nhớ cho má. Để được cái câu nó không hề gì để chừng. Nhớ má còn quay hình. Có gì ta. Nhớ má còn quay hình rất một nhớ má. Anh uống nước hả? Ba Vinh uống nước, ba Vinh. Nói rồi. Dạ. Nhưng mà tới chưa có máy nó dễ nghe. Chú ơi, nãy chú ca câu giọng cổ con tê tái tâm hồn mà con quay không được. Tức mình quá à. Con. Con có quyền là dỗ lớn nhất.
Bà Liên nói là cô chỉ dỗ lên cô thấy là con dỗ rớn hơn đúng rồi cái quan trọng là cái tức là trời tối mà cái bao thơ đó là bên đưa bên kia đưa ông đây à dạ không cần gì dạ. Nhưng mà nếu không có nàng thì làm sao sự nghiệp được vững vàng đó, cái đó quan trọng lắm. Sau lưng một người đàn ông thành công phải có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Làm người cũng được đóng đóng mà. Câu này hay nhé. Cái lưng nó dạy cái lưng đồ quả. Đấy nè, bận đồ hồ quản. Ở đâu có chuẩn bị hát tuồng hồ quản. Bận đồ hồ quản vậy nè. Tới đôi dài nè, cũng hồ quản. Lướt quá, lướt quá. Đây đâu có thua. Thôi, đây kìa kìa, đây là mới nhiều đó nè. Ở đây nè. Ở đây nói người ta. Nhìn đi đây nè, chúng có sơ sơ cho này nè, lật qua lật ngang lật ngang gót gì đó mấy ông chút mà đó đang lên chút chiếu còn đây quá trời chứ không mà có một thôi chứ không chiếu rồi dài đó. Ôi, cái lương là hộp sòm xin sao hộp lụa không nè nó không cái hộp sòm nó già kim tê bây giờ hộp sòm bắt già kim tê đâu có nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng là lúc nào cũng phải có hộp sòm đúng rồi đâu nè cái bên nè không có đóng mà cũng kim tê chết chết chứ bộ này không hát gì trơn mà bao thơ là qua đây hết hả? Dạ. Ngồi vậy đó chứ bao thơ được qua đây hết rồi. Ổn vậy mới chăm lo dễ dùng, mới dễ dùng. Đây. Em phải quay cho chị vô mặt tỷ lập. Bây giờ tôi vô nữa chứ. Mọi người vui vậy mà khách tôi đâu thích chịu. Cảm ơn Bảo Lộc nha. Cầm máy giùm chị. Dạ chúc mẹ con tới giờ đó. Dạ tại mẹ mẹ tưởng là má tới tập trễ. Dạ cho nên mẹ con tới trễ tí. Mẹ tưởng ba sáu tập trễ nè cho nên là tại con ơi. Mẹ mua kia một cái một bị nó mập ra đó. Đúng rồi chị Hai. Đây là Hai xuống nhất. Trời ơi, bây giờ bà Hai đã mua trước vậy bà Hai. Người người cẩn thận lắm. Người là chuẩn bị đồ chơi đầy đủ. Mùa đông đem quạt theo. Nóng gần chết. Không có tại Cali mình 2 ngày chuyển nóng quá. Chuyển nóng quá. Nóng quá. Dạ nóng quá con chị Thanh. Con đem máu lạnh quá trời luôn. Qua đây hả? À, cả nhà vừa rồi là cái sinh hoạt rất là hạnh phúc của văn nghệ sĩ tại Mỹ của chúng tôi sau 2 năm dịch bùng phát và bây giờ thì tại Mỹ đã control được toàn bộ rồi, là ai ở trong đây đã cũng chích mũi 3, có người chích mũi 2 xong hết rồi và chúng tôi cảm thấy an toàn khi mà chúng ông để dạ tiếp theo luôn từ rộng hoành vô đó dạ dạ ông ca kia dành 3 túi nói chung là tập tiếp thôi không nói nữa nhưng mà hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm. À, như là má Phượng Liêm Diễu Bảo Quốc nói rằng là cảm ơn ông bầu Hải Tâm và mong rằng ông mang bầu hoài để cho chúng tôi có cái cơ hội mà để mà đem lời ca tiếng hát làm vui làm đẹp cho đời. Phải nói thật là hát thì dễ, hát cũng không phải dễ nhưng mà nói đúng là chúng tôi đứng hát trên sân khấu cực công lắm, nhưng mà khó hơn nữa là cái người tổ chức làm sao mà truyền bá được đến với khán giả và cũng như để khán giả biết được đến cái show mà mua từng cái tấm vé thương yêu đến mà xem show, cái điều đó quan trọng lắm. Xin chân thành cảm ơn tất cả những gì đã đem đến cho cái show diễn của chúng tôi, từ bầu show, từ các văn nghệ sĩ, từ khán giả, để có một cái tác phẩm cải lương tôi yêu tại miền Nam California của chúng ta, Orange County này. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Chúc mọi người xem cái clip này thì vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe, giống như những gì mà chúng tôi gửi đến tất cả. Quý vị, xin cảm ơn rất nhiều. Quay một tí nha, lưu giữ những hình ảnh đẹp nha. Không, chị quay thôi, chưa livestream, em muốn livestream hả? Livestream đi, nói đi chị, vé bán sold out rồi là ngày mai. Rồi vậy hả? Giờ nha chị. Vậy là mình livestream hả? Dạ, livestream hả chị. Để chị like cho. Nè, danh hài Kiều Oanh nè.